Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một nữ tài xế chạy xe máy phóng nhanh trên đường ở Bình Dương, không chỉ lạng lách mà còn buông cả hai tay, khiến nhiều người khiếp đảm. Phản ánh của khán giả Trần Đăng có số điện thoại 0912 3 số cuối 934. Bị rạch màn cướp tài sản, người phụ nữ tay không dũng cảm bắt cướp giữa đêm. Hành động dũng cảm của chị được người dân xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ca ngợi. Phản ánh của khán giả Trần Thị Tím có số điện thoại 0976 3 số cuối 397. Một cây cầu dài hàng chục mét nhưng không có lan can gây nguy hiểm, được người dân thị trấn Dục Mỹ thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa gọi là cầu tử thần. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Hợp tác xã Phương Quang, xã Khánh Bình, Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau thực hiện quy trình cấy lúa bằng máy cấy giúp tiết kiệm sức lao động. Chia sẻ của khán giả Trần Minh Hoàng có số điện thoại 0935 3 số cuối 741. Chương trình Sắc màu phương Nam kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang đậm chất văn hóa dân gian, nói lên được tập tục, sinh hoạt, phong cách, tình cảm của người dân địa phương. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Thưa quý vị, một người phụ nữ đi xe máy không chỉ phóng nhanh lạng lách mà nhiều lúc còn buông cả hai tay hết sức mạo hiểm. Đoạn clip ghi lại hình ảnh này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhân vật chính nhận về nhiều sự chỉ trích. Theo đó, đoạn clip được ghi lại trên quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhân vật trong clip được dân mạng ví như một nữ cua rơ điều khiển chiếc xe máy biển số tỉnh Bình Phước chạy băng băng trên đường phố. Chị này điều khiển xe lạng lách qua dòng người, vượt lên trước đầu xe ô tô tải, xe khách và lúc cao hứng còn buông cả hai tay như vận động viên về đích thành công. Đoạn clip thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều chỉ trích hành động mạo hiểm nói trên, không chỉ đe dọa an toàn bản thân mà còn có thể gây họa cho người khác. Một hành động hết sức dũng cảm của một người phụ nữ cư ngụ tại ấp Thứ Vải B, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân của tỉnh Cà Mau được chính quyền và bà con ghi nhận đánh giá cao. Trong đêm khuya, người phụ nữ này đã chống trả vật lộn với tội phạm nhiều tiền án cho đến khi đối phương thúc thủ. Hành động dũng cảm của chị Nguyễn Hồng Sương, ngụ tại ấp Thứ Vải B, xã Tân Hưng Tây đang được lan tỏa rộng khắp tại các địa bàn trong tỉnh. Hơn một tuần trước, vào ngày 23 tháng 10, mặc dù đang ngủ say nhưng khi thấy đau rát ở vùng cổ, anh Nguyễn Quốc Khanh, cư ngụ ấp Thứ Vải B, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, giật mình thức giấc thì phát hiện sợi dây chuyền có trọng lượng một cây vàng 18K anh đeo trên cổ đã bị giật mất. Cùng lúc này, một bóng người bỏ chạy thục mạng về phía bờ sông, giấu mùng bị rạch. Chưa kịp chi hô, anh lập tức đuổi theo bóng đen ấy. Giật một cái quá trời đau với gác, em ngồi vậy thì em thấy đối tượng nó chạy xuống tới đây. Em mới mở cửa tung ra thì thấy đối tượng nó qua tới đó, em đuổi theo thì nó nhào xuống xuồng. Em mới nhào theo, rồi giằng co ở dưới rồi em bị đánh quá trời luôn. Nghe tiếng động phía nhà trước, chị Nguyễn Hồng Sương cũng bật dậy, chạy ra mé bờ sông thì phát hiện hai đối tượng lạ mặt đang dùng cây dầm đập túi bụi vào người anh Khanh. Lúc này anh chỉ kịp la lên cướp. Thấy vậy, chị Sương liền nhảy xuống sông nhưng cũng bị bọn chúng quay sang đập nhiều nhát vào người chị. Nhưng chị vẫn kiên cường, cắn răng cùng với anh trai dùng sức lật chìm xuồng, bắt được một đối tượng. Thừa lúc mọi người sơ cứu anh Khanh, tên cướp còn lại đã bỏ trốn. Nếu mà không có mặt em thì thôi, nếu có mặt em phải chống trả. Chống trả thì bắt được.
Tại vì á, vô nhà người dân mình mà kiếm một đồng hai đồng đâu phải là dễ kiếm đó. Mà trong khi nó ăn không ngồi gọi, nó không có tay có chân, nó không biết đi ăn mà ăn lo lắng như người ta, mà đi ăn cướp ăn trộm. Mình phải chống trả, chống trả đó để mình trị nó theo pháp luật, trị trừng trị một cách xứng đáng. Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường khai tên Trần Chí Nguyện, sinh năm 1985, ngụ ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một số tang vật có liên quan, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Chưa đầy 24 giờ sau, đối tượng cướp giật còn lại là Nguyễn Minh Nhật, cùng cư ngụ địa chỉ với Nguyện cũng đã bị bắt. Nhật là em vợ của Nguyện. Cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên tối ngày 23 tháng 10 đã dùng vỏ máy chạy quanh các nhà dân để trộm cướp giật. Được biết, Trần Chí Nguyện từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Minh Nhật có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản. Xác định vụ việc nó nghiêm trọng nên là cái huy động lực lượng để phát động phong trào quần chúng nhân dân hỗ trợ trong cái việc mà xác định đối tượng và truy bắt đối tượng. Đồng thời là qua công tác đấu tranh, sắc bén liên quan điều tra, dùng các phương pháp nghiệp vụ để đấu tranh, thì cả hai đối tượng đều cuối đồng nhận tội. Trong vài ngày qua, câu chuyện về chị Nguyễn Hồng Sương dù bị đánh dữ dội nhưng vẫn dũng cảm chống trả lại với hai tên cướp giật, làm cho một tên bị bắt giữ tại chỗ, ngay trong đêm khuya, được lan truyền rộng rãi. Người dân nơi đây đã dành nhiều tình cảm và sự mến phục. Cũng từ đây, biệt danh Tám Dầm là cái tên thân thương mà bà con dùng để gọi chị Nguyễn Hồng Sương. Rất xứng đáng biểu dương đó, để cho những người phụ nữ hoặc là nam giới là nói, thấy cái gương này để mà noi theo, để sau này có thể là giữ gìn cái an ninh trật tự của địa phương. Đó, nếu có xảy ra tội phạm thì cũng cùng nhau để mà dây bắt. Đó, vậy là cái tinh thần này rất tốt, tôi nghĩ là vậy. Mặc dù là nữ giới, nhưng nếu có sự đồng lòng, dũng cảm, thì họ cũng có thể giúp đỡ người thân, bà con xung quanh, tấn công lại các đối tượng phạm tội, tạo nên sức mạnh đoàn kết, khiến cho tội phạm phải chùn chân, bảo vệ được sự bình yên của xóm làng. Từ nhiều năm nay, tại thị trấn Dục Mỹ thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có một cây cầu dân sinh băng qua con sông rất nguy hiểm. Do cây cầu này dài hàng chục mét lại không có lan can, bề rộng chỉ vừa chiếc xe máy chạy lên cầu. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ chết người do người và xe bị rơi xuống sông trong các mùa mưa lũ. Cây cầu nguy hiểm, chỉ lót tạm bằng tấm vỉ sắt dài hàng chục mét. Bề rộng chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy của người dân chạy lên cầu. Với chiều dài trên, lại không có lan can che chắn. Bên dưới là dòng nước chảy xiết, nên mỗi lần qua cầu, người dân luôn phải nín thở, giữ chắc tay lái rồ ga mạnh để chạy qua nhanh cây cầu. Vì nếu chạy chậm, sẽ bị mất thăng bằng và ngã xuống sông. Những năm qua, tại cây cầu này đã xảy ra nhiều vụ chết người khi cả người và xe bị rơi xuống sông. Ở Dục Mỹ đây là cái cầu đây là nó bị người ta rớt dưới sông dưới suối, miết với lại những mấy em học sinh ở vùng sâu vùng xe nữa. Các cô các chú ủng hộ cho cái cầu cho người dân người ta đi cho an toàn, cho nhiều người rớt dưới sông suối chết nhiều lắm rồi. Do cây cầu là lối đi duy nhất của một khu dân cư bên kia sông để ra trung tâm thị trấn, cũng như người dân thị trấn đi làm nương rẫy bên kia sông, cũng nhiều học sinh đi đến trường, nên hàng ngày có rất đông xe máy chạy qua cầu. Hiện người dân nơi đây rất mong có được một cây cầu vững chắc để đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Với mong muốn giảm nhân công, giảm chi phí, tăng hiệu quả trong sản xuất lúa, hai năm nay Hợp tác xã Phương Quang tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã thực hiện quy trình cấy lúa bằng máy cấy. Đây là những máy cấy công nghệ mới đầu tiên được ứng dụng trên đồng đất của tỉnh Cà Mau. Với đặc tính, có thể gieo mạ trên diện tích đất nhỏ trong vườn hoặc sân nhà, lượng giống, phân, thuốc ít hơn 1/3 lần so với cách xạ lúa truyền thống. Phương pháp cấy lúa bằng máy cấy công nghệ mới giúp cho người nông dân khỏe hơn trong việc canh nước để xuống giống. Từ đó chi phí bơm tác nước cũng giảm nhiều lần so với xạ lúa thông thường. Giai đoạn gieo mạ chỉ khoảng 14 ngày là có thể cho máy cấy để cấy trên ruộng được. Việc làm đất cũng đơn giản hơn, khi mà không cần dự bằng phẳng của mặt ruộng thì máy cấy vẫn hoạt động được.
trung bình mỗi ngày một máy cấy cùng với hai nhân công sẽ cấy được hơn 1 hectare đất. Cấy nó nhàn rất nhiều. Cái khâu từ làm mạ cho đến cấy, rồi nó xong rồi thì mình chăm sóc từ đó trở lên nó kết quả hơn. Rồi cái phần mà nếu về cái chi phí á, mình so lại xạ với cấy á, thì cái cấy của mình nó đạt chất lượng hơn, là vì mình khử lẫn được nè, rồi mình nhẹ phân hơn, nhẹ chi phí hơn, rồi nước mình để cái sắp sắp mình cấy nó cũng lợi nhuận dầu đồ này kia hơn cái xạ. Cái xạ mình kéo nó giật thềm đồ này kia, nó treo đất rồi nó gặp nhiều cái rủi ro của cái mà cỏ dại và cái lúa nêu của mình sau này mình thu hoạch đó. Từ những máy cấy ban đầu của hợp tác xã Phương Quang, đến nay nhiều người dân trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã tự mua máy cấy về phục vụ cho việc sản xuất của gia đình mình. Với lợi thế ít phân, ít thuốc, ít giống, thân thiện với môi trường, những vụ mùa vừa qua cấy lúa bằng máy đem lại lợi nhuận cao hơn hẳn so với sản xuất bằng cách xạ 20%, cao hơn cách cấy truyền thống gần 40%. Theo những người từng sản xuất lúa cấy cho biết, do có ánh nắng chiếu từ rễ đến ngọn, từ đó giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít gặp sâu bệnh và đặc biệt là không gặp ngã đổ khi có dông gió như những cánh đồng lúa xạ. Xạ thì nói chung cũng là cũng do phụ thuộc ông trời. Mình cấy là mình chủ động được, mình muốn cấy là như là mình chọn cái thời điểm mà yêu cầu vừa mưa xuống là mình có thể là mình gieo mạ rồi mình cấy là bơm nước vô là nó hiệu quả hơn nhiều. Cấy lúa bằng máy sẽ giúp cho nông dân sản xuất nông nghiệp nhàn hơn, bởi với phương pháp này, người trồng lúa có thể không cần lo khâu chuẩn bị giống, gieo mạ và nhổ mạ. Chủ máy cấy sẽ đảm bảo toàn bộ các khâu từ mua giống, gieo mạ cho đến khi thực hiện cấy xong và bàn giao lúa lại cho nông dân chăm sóc. Vào tối ngày 2 tháng 11, đêm thứ 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức chương trình phục vụ công chúng loại hình nghệ thuật dân ca nằm trong chương trình Sắc màu phương Nam, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Trong khuôn khổ đêm diễn, khán giả mộ điệu hiểu thêm một trong 8 thể tài nằm trong loại hình dân ca Nam Bộ, đó là hát du không đệm nhạc nhưng giai điệu, âm sắc vẫn mang hồn nhạc thổi vào từng câu hát ngân nga qua hình ảnh của người bà, người mẹ, người chị đem cả tình thương gửi vào lời du. Thể loại đồng dao trong làn điệu dân ca của trẻ em. Những nhân vật ngộ nghĩnh mang đậm sắc diện của người dân lao động đồng bằng Bắc Bộ thời xưa và những hoạt cảnh kể về câu chuyện lịch sử hấp dẫn. Trong khán phòng của nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội, hơn 300 học sinh lớp 1 đã không ngừng phấn khích vỗ tay reo hò đầy thích thú. Nghệ thuật múa rối nước là một nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đã từ lâu đời gắn liền với hình ảnh lao động chiến đấu của người dân Việt Nam suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Nghệ thuật múa rối nước là bắt nguồn từ đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Nó mô tả những cái cuộc sống hàng ngày, lao động sản xuất, rồi những cái lễ hội. Hôm nay rất vui mừng và phấn khởi được đón tiếp các em học sinh của trường tiểu học Ban Mai đã đến xem và cổ vũ một chương trình nghệ thuật múa rối nước cổ truyền do các nghệ sĩ của nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn. Trước khi đi thì tất cả học sinh khối 1 trường tiểu học Ban Mai đã được tìm hiểu về nghệ thuật múa rối nước. Mỗi một bạn học sinh đều hào hứng chuẩn bị cho mình những cái hành trang tốt nhất để các con bắt đầu. Khi đến đây, mỗi một tiết mục múa rối nước đem lại cho các con những cái điều lý thú. Và tôi cảm nhận rằng tất cả các con đều thấy rất tự hào bởi cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Đây là lần thứ 2 con xem múa rối nước. Nhân vật con thích nhất là rồng. Con cảm ơn các cô chú đã cho con một tiết mục hay. Hôm nay lúc con rồng xuất hiện, nước bắn tung tóe với cả rất nhiều đèn. Con thích lắm. Mỗi tiết mục trình diễn là mang đến những nụ cười rạng rỡ và cả sự tò mò, ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nhìn thấy hình tướng và đời sống của thời xưa người dân vùng lúa nước, những thứ vô cùng lạ lẫm với các em. Hơn 500 nghệ sĩ đã luân phiên nhau cùng biểu diễn, mang đến những tiết mục rối nước vui tươi, dí dỏm và đầy lôi cuốn. Được biết thời điểm trước khi Hà Nội chưa bùng phát dịch Covid-19,
Mỗi ngày nhà hát múa rối Thăng Long đều biểu diễn từ 5 đến 6 suất diễn mỗi ngày phục vụ các em nhỏ cũng như du khách trong ngoài nước. Sau hơn 2 năm vắng bóng bởi đại dịch, đến nay bằng những nỗ lực với 3 suất diễn mỗi ngày, mỗi suất kéo dài liên tục trong 60 phút, các nghệ sĩ đang dần tìm lại được tình yêu và đam mê trong việc lan tỏa bộ môn nghệ thuật dân gian đặc sắc này đến cộng đồng. Khi xã hội ngày càng hiện đại, đời sống con người bị bủa vây và chi phối bởi nhiều trò chơi, lối sống công nghệ, thì việc nuôi dưỡng tinh thần Việt, giá trị văn hóa truyền thống của người Việt lại càng cần được lan tỏa hơn bao giờ hết, nhất là đối với các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Tham gia hành trình tìm hiểu danh thắng Hồ Gươm và nghệ thuật múa rối nước, hơn 300 em học sinh lớp 1 của một trường tiểu học tại Hà Nội đã có những trải nghiệm đáng nhớ, bồi đắp thêm nhiều giá trị văn hóa dân gian và tình yêu với đất nước và con người Việt Nam. Thưa quý vị, các mô hình nghệ thuật không chỉ được làm nên từ những chất liệu truyền thống như gốm sứ hay đậm chất công nghiệp như nhựa cứng, mà có một loại mô hình được tạo tác từ chính những vật liệu của xe máy đã cũ như là đinh, ốc vít. Từ những linh kiện cũ tưởng chừng như vứt đi, qua bàn tay khéo léo của những người thợ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật lên đến hàng trăm triệu đồng. Những thanh sắt, ốc vít, xích tải đã cũ này dường như chỉ chờ để bỏ đi. Nhưng với nghệ thuật đề có cơ khí, đây chính là những chất liệu không thể thiếu để tạo tác ra những mô hình kỳ công mang lại giá trị thẩm mỹ lớn. Anh Nguyễn Tuấn Anh vốn không phải là người học mỹ thuật, nhưng được truyền cảm hứng từ những tác phẩm đề có cơ khí ở nước ngoài. Nên anh quyết định bỏ ngành học của mình để dấn thân vào tìm tòi và phát triển những mô hình đầu tiên. Tay ngang bước vào đây thôi. Thì cứ mua thích máy móc nè thì mua về rồi đóng học phí cho máy móc đó nó cũng khá nhiều. Rồi mình làm từ những cái đơn giản, bắt đầu làm dần lên, rồi từ từ cũng sẽ làm được những sản phẩm phức tạp. Dùng hết vốn liếng của bản thân để bước vào nghề đề co cơ khí, nhận không ít cái lắc đầu của người thân và bạn bè vì các mô hình này còn quá mới mẻ so với thị trường trong nước. Nhưng với quyết tâm đi đến cùng với đam mê, anh Tuấn Anh và những người cộng sự của mình đã tạo nên sự đa dạng trong các tác phẩm cơ khí. Ở trong cái lĩnh vực đề co cơ khí thì mình sẽ phân ra một loại là thuộc thể loại về máy móc, như là đồng hồ, bàn ghế thì nó thuộc về dạng là về máy móc, dạng như là môn toán vậy đó. Còn khi qua một cái lĩnh vực khác như là tạo hình, như tạo hình Doraemon, tạo hình con hổ, tạo hình con người thì nó thuộc dạng là thể loại mình học văn. Nó sẽ trừu tượng hơn và nó rõ ràng là cái chỗ khó nó cao hơn nhiều. Phần đầu nó đều là cái phần quan trọng nhất. Nó thể hiện cái phần hồn. Từ từ những con mắt, cái miệng, cái mũi bố trí sao nó mới đẹp. Giống như người đẹp thì mặt phải đẹp vậy đó. Tuy là người khởi xướng nghệ thuật đề co cơ khí, nhưng anh Tuấn Anh không giấu nghề. Anh tâm niệm, chia sẻ niềm đam mê của bản thân với người khác cũng là một hình thức lan tỏa niềm vui trong cuộc sống. Hơn 10 học viên với nhiều giọng nói vùng miền khác nhau nhưng đều có chung sở thích và niềm đam mê chế tạo cơ khí sắp đặt. Tình cờ mình gặp một cái tin tuyển dụng của anh Tuấn Anh ở trên mạng xã hội á, thì mình cũng thì lúc đó là mình đang là sinh viên thì mình cũng đang rảnh nên mình muốn tìm cái công việc để mà thử sức với lại là có đi làm cho có kinh nghiệm đó, làm dần dần thì cảm thấy thích. Thì sau khi ra trường thì mình tiếp tục gắn bó với anh Tuấn Anh bây giờ. Sau gần 4 năm lập nghiệp, Tuấn Anh thiết kế khoảng 3.000 sản phẩm và bán cho khách giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào độ khó và kích thước. Đứng trước nhiều sự lựa chọn khi sở hữu mô hình, chắc chắn chất liệu cơ khí sẽ gặp phải nhiều sự so sánh với những vật liệu có chi phí thấp hơn như nhựa. Và đặc biệt, đây còn là những linh kiện đã qua sử dụng. Nó tốn rất nhiều chất xám để tạo ra một mô hình đó. Và những phụ tùng nhỏ đó ráp thành một con robot hoặc là một con Bumblebee hay là như thế nào đó. Nó chỉ là một món sắt vụn thôi nhưng mà mình tạo ra được những cái món đồ đó thì nó rất là đặc biệt. Những tác phẩm đề có cơ khí đều mang vẻ đẹp mạnh mẽ đầy cá tính. Nhưng giá trị của nó không dừng lại ở vật chất hay thẩm mỹ, mà nó còn góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường khi tái sử dụng lại những linh kiện vốn đã hoen dỉ với thời gian.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã được phát trong ngày hôm nay. Một người phụ nữ đi xe máy không chỉ phóng nhanh lạng lách mà nhiều lúc còn buông cả hai tay, hết sức mạo hiểm. Nhân vật chính trong clip nhận về nhiều sự chỉ trích. Được biết, clip ghi lại trên quốc lộ 13 đoạn qua thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phản ánh của khán giả Trần Đăng có số điện thoại 0912 3 số cuối 934. Một hành động hết sức dũng cảm của một người phụ nữ cư ngụ ấp Thứ Vải B, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, được chính quyền và bà con ghi nhận, đánh giá cao. Trong đêm khuya, người phụ nữ này đã chống trả vật lộn với tội phạm nhiều tiền án, cho đến khi đối phương thúc thủ. Hành động dũng cảm của chị Nguyễn Hồng Sương, ngụ ấp Thứ Vải B, xã Tân Hưng Tây, đang được lan tỏa rộng khắp tại các địa bàn. Phản ánh của khán giả Trần Thị Tím có số điện thoại 0976 3 số cuối 397. Từ nhiều năm nay, tại thị trấn Dục Mỹ thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có một cây cầu dân sinh băng qua con sông rất nguy hiểm. Do cây cầu này dài hàng chục mét, lại không có lan can, bề rộng chỉ vừa chiếc xe máy chạy lên cầu. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ chết người do người và xe bị rơi xuống sông trong các mùa mưa lũ. Hiện người dân nơi đây rất mong có được một cây cầu vững chắc để đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Với mong muốn giảm nhân công, giảm chi phí, tăng hiệu quả trong sản xuất lúa, hai năm nay, Hợp tác xã Phương Quang, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã thực hiện cấy lúa bằng máy cấy. Đây là những máy cấy công nghệ mới đầu tiên được ứng dụng trên đồng đất tỉnh Cà Mau. Chia sẻ của khán giả Trần Minh Hoàng có số điện thoại 0935 3 số cuối 741. Tối ngày 2 tháng 1, đêm thứ 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức chương trình phục vụ công chúng loại hình nghệ thuật dân gian nằm trong chương trình Sắc Màu Phương Nam kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Trong khuôn khổ đêm diễn, khán giả mộ điệu hiểu thêm một trong 8 thể tài nằm trong loại hình dân ca Nam Bộ, đó là hát du không điệu nhạc, nhưng giai điệu, âm sắc vẫn mang hồn nhạc thổi vào từng câu hát ngân nga qua hình ảnh người bà, người mẹ, người chị đem cả tình thương gửi vào lời du. Thể loại đồng dao trong làn điệu dân ca của trẻ em. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Khi xã hội ngày càng hiện đại, đời sống con người bị bủa vây và chi phối bởi nhiều trò chơi, lối sống công nghệ, thì việc nuôi dưỡng tinh thần Việt, giá trị văn hóa, truyền thống của người Việt lại càng cần được lan tỏa hơn bao giờ hết. Nhất là đối với các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước, tham gia hành trình tìm hiểu danh thắng Hồ Gươm và nghệ thuật múa rối nước, hơn 300 em học sinh lớp 1 của một trường tiểu học tại Hà Nội đã có những trải nghiệm đáng nhớ, bồi đắp thêm nhiều giá trị văn hóa dân gian và tình yêu với đất nước, con người Việt Nam. Chia sẻ của khán giả Lương Đình Khoa có số điện thoại 0988 3 số cuối 903. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện về số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.